Chào mừng quý khách hàng đến với kênh Bưởi Miền Tây. Mình là Bưởi đây. Hôm nay Bưởi Miền Tây giới thiệu đến quý khách hàng lô nền tọa lạc tại đường số 2, khu tái định cư Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Mời quý khách hàng cùng với Bưởi Miền Tây đi đến lô nền cần bán nhé. Từ vị trí chợ Mỹ Khánh, nằm ngay đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, chúng ta rẽ phải vào ngay đèn xanh đèn đỏ vào khoảng 60m, thấy đường số 2 khu tái định cư Mỹ Khánh. Tiếp tục chúng ta rẽ trái vào khoảng 50m thì thấy lô nền cần bán. Diện tích của lô nền chiều ngang 4.5, chiều dài 20m, tổng diện tích là 90m², pháp lý là sổ đỏ, thổ cư 100%, hướng của nền là hướng Tây Bắc. Lộ giới trước nền là 17.5m, trong đó lề mỗi bên là 5m. Từ vị trí lô nền cần bán chỉ cần vài phút, chúng ta có thể đi đến cơ quan ban ngành nằm dọc hai bên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài với giá bán 2 tỷ 350 triệu đồng. Quý khách quan tâm đến lô nền trên vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0939 86 87 88. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin chào!